Lê Dương, Bảo Lâm và bà xã tất bật công việc dù đã đến ngày cận sinh, bận cỡ mấy cũng phải gọi nhau mỗi ngày. Ngày mấy đơn? Ngàn đơn à, đã vậy. Trong lần mang thai thứ 3, bà xã Lê Dương, Bảo Lâm nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, cộng đồng mạng. Từ khi thông báo có tin vui đến nay, Quỳnh Quỳnh gần như không một lúc ngơi tay, vừa vui mừng vừa mong muốn có cuộc sống đầy đủ nhất cho các con. Cô bận rộn ngay cả những ngày cuối thai kỳ. Trên trang cá nhân, Quỳnh Quỳnh và Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường, cập nhật quá trình mang thai của bà xã nam diễn viên. Mẹ bầu có ngày dự sinh vào ngày 3 tháng 8, cô cố gắng hoàn thành những công việc còn tồn động, chăm lo chu toàn cho hai ái nữ và gấp rút cho việc chào đón con trai. Trong khoảng thời gian này, Lê Dương Bảo Lâm luôn cố gắng hoàn thành công việc sớm để có nhiều thời gian hơn chăm lo cho gia đình. Vì lịch trình ghi hình xa và kéo dài, nam diễn viên chỉ có thể gọi điện hỏi han vợ và các con lúc nửa đêm. Anh động viên vợ, yêu thương. Sau mỗi giờ tất bật tại phim trường, Dương Lâm cố gắng về nhà phụ giúp vợ nhiều nhất có thể. Nam diễn viên phụ vợ bán hàng online, chăm sóc hai ái nữ. Cả hai vợ chồng đều rất cố gắng để các con có cuộc sống ổn định, thoải mái. Vì rất tham công tiếc việc, cộng thêm việc đã sinh mổ 2 lần nên Quỳnh Quỳnh gặp một số vấn đề về sức khỏe. Sắp vỡ chung, bà xã Lê Dương Bảo Lâm tự lái xe đến bệnh viện thăm khám. Cô luôn giữ tinh thần lạc quan khi được khán giả ủng hộ, công việc bán hàng suôn sẻ. Con cái từ khi ra đời đã được hưởng cuộc sống đầy đủ, chu toàn nhất là mong muốn của bao phụ huynh chuẩn bị đón thành viên nhí. Lê Dương Bảo Lâm và bà xã không ngừng nỗ lực, chăm chỉ lo lắng hành trang thật tốt cho ngày quý tử chào đời. Vợ chồng nam diễn viên chăm lo chu toàn về vật chất, tinh thần cho ngày vượt cạn. Khi mang thai cậu quý tử lần này, bà xã Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên bị ốm nghén. Thấy bà xã vất vả, nam diễn viên cho biết anh rất muốn bản thân mình ốm nghén thay vợ. Bên cạnh đó, bà xã Dương Lâm cũng bồi hồi nhớ về lần mang thai đầu tiên của mình. Quỳnh Quỳnh chia sẻ, hồi xưa em mang bầu nhi, em đi ra chợ quận 2 đó mấy chị, em thèm bánh bò lắm. Ngày nào có tiền là em ăn 2 bịch là 24.000 đồng, ngày nào không có tiền là em ăn 1 bịch. Tại lúc đó phải tiết kiệm, hai vợ chồng mới cưới để dành tiền. Có ngày ổng có show lãnh tiền về, em đi mua 2 bịch bánh bò, sáng ăn 1 bịch, chiều ăn 1 bịch. Nó sướng và hạnh phúc lắm kia, giờ thèm lại không có để ăn. Mới ngày nào còn ốm nghén lên xuống, nay cặp đôi lại sắp được tận mắt nhìn thấy con của mình. Hai vợ chồng không khỏi vui mừng háo hức. Đã có hai người con gái và chuẩn bị đón quý tử, bà xã Lê Dương Bảo Lâm chưa có kế hoạch đón thành viên nhí thứ tư vì cô khá lo lắng khi đã sinh mổ 3 lần, việc mang thai tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến tim mạch. Theo dõi hành trình mang thai của bà xã Lê Dương Bảo Lâm, khán giả gửi nhiều lời chúc, động viên đến Quỳnh Quỳnh, mong cô đừng tham công tiếc việc. Dù đã gắn bó bên nhau hơn 10 năm và có 3 người con, nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi, thậm chí còn ngày càng mặn nồng. Dương Lâm cũng không ngại thể hiện tình cảm cho vợ vào những dịp đặc biệt. Còn bạn, bạn nghĩ sao về lần mang thai quý tử của bà xã Lê Dương Bảo Lâm và tình cảm gắn kết giữa các thành viên trong gia đình nhỏ này? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!